Sao kinh dị cũng không được. Trời ơi, Minh Châu làm gì mà tâm trạng rối bời vậy? Chương trình bắt đầu rồi đó nha. Ủa, chết rồi, em quên mất. Em chào cô, chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô ơi, đúng là tâm trạng cực kỳ rối bời luôn á. Ngày Valentine sắp tới rồi đúng không? Phải làm gì với người yêu để mà cho nó lãng mạn, nhưng mà nó phải độc đáo, nó phải khác mọi năm. Căng thẳng quá, cô tư vấn cho em đi. Để cô suy nghĩ thử coi. Có bao giờ Minh Châu cùng với người ấy dùng chung một cái bữa tối hoặc là lãng mạn ngay ngày Valentine không nè? Cô ơi, cô làm em tuổi thân quá à. Em đâu có người yêu đâu mà có bữa tối lãng mạn. Làm sao mà không có được? Cái này là em làm cho bạn em thôi. Phải nói là chưa có chứ không phải là không có, thế nào cũng phải có thôi. Nhưng mà nếu mà chưa có thì cũng có thể chuẩn bị. Cô có thể tư vấn cho Minh Châu một món ăn nha, mình để dành mấy bố xài cũng được. Còn quý vị khán giả thì có thể thực hiện ngay trong ngày Valentine năm nay. Đó là món cua lột sốt cam. Để thực hiện món cua lột sốt cam á, thì Minh Châu còn cần phải chuẩn bị nè 4 con cua lột nè, 1 trái cam vàng, khoảng 100 gram mầm rau muống và 1 trái cà chua. Ngoài ra mình còn cần phải chuẩn bị 1 ít hành tây cắt hạt lựu, 1 chén nước dùng nè, bột cam, bột năng, các loại gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và bột tẩm khô chiên giòn Acequit. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào giai đoạn đầu tiên, đó là chúng ta sơ chế phần cua lột. Cua lột này mua về ha, Minh Châu sẽ cắt bỏ cái phần đầu chân nè. Dạ. Cắt bỏ cái phần mắt và cái phần yếm này đi. Đơn giản quá. Sau khi mà sơ chế xong thì Minh Châu và quý vị khán giả cũng nhớ cần lưu ý là chúng ta phải để cho cua lột thật là ráo nước rồi mới tiếp tục chế biến. Thì như vậy thì khi chúng ta áo cái lớp bột giòn ở bên ngoài á thì là bột sẽ không bị nhão và cua sẽ được giòn lâu. Như vậy là để cho bột không bị nhão còn cua thì được giòn, thì quý vị khán giả nhớ là chúng ta sẽ để cho cua lột thật là ráo nước rồi chúng ta mới áo bột bên ngoài nha. Kế đó là chúng ta phải chuẩn bị đến cái phần sốt cam. Để làm sốt cam thì chúng ta chọn một cái trái cam vàng, vì như vậy cái phần tép cam ở bên trong nó có màu vàng rất là đẹp, làm cho màu sắc của cái sốt trông hấp dẫn hơn. Dạ. Và chắc là nhờ Minh Châu gọt cùng cô cái phần vỏ cam này. Dạ. Trong khi mà Minh Châu đang gọt vỏ cam thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp quý vị khán giả thực hiện cái phần sốt cam. Để làm sốt cam thì chúng ta sử dụng một chén nước dùng pha với lại một muỗng canh bột cam. À, như vậy là mình vừa có bột cam vừa có tép cam. Dạ. Yeah. Trong ngày lễ tình nhân mà có vị chua chua ngọt ngọt mà lại còn có màu cam, cái này thì rất là thích phải không cô? Đúng rồi, nước dùng với lại bột cam cô đã hòa xong rồi nè Minh Châu ơi. Bà là trái cam đã biến thành vị tép cam. Quá sức là khéo léo và quá sức là nhanh luôn, tay nghề càng ngày càng lên nha. Để làm sốt cam thì chúng ta đặt một cái chảo nhỏ lên bếp, cho một ít dầu vào. Chúng ta sẽ tiếp tục pha một ít bột năng. Rồi chúng ta cho khoảng 2 muỗng cà phê bột năng, chúng ta cho chung với nước. Dầu nóng rồi đó, Minh Châu cho hành vào. Chúng ta chỉ cần xào cho hành tây cong lại là được rồi. Dạ. Thì bây giờ cô sẽ cho phần nước với lại bột cam vào. Phần gia vị nêm vào trong đây là gồm có là một muỗng canh đường. Dạ. Và chúng ta cho thêm một muỗng canh giấm nữa. Dạ. Cuối cùng là cô sẽ cho thêm vào khoảng nửa muỗng cà phê muối nữa. Bây giờ thì sẽ cho nước bột năng vào. Minh Châu và quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi cho bột năng vào chúng ta cho vào từ từ thôi. Và chúng ta khuấy đều để cho chúng ta canh cái độ sệt của sốt vừa sệt sệt thôi, không quá đặc. Bây giờ mới là giai đoạn cuối cùng, chúng ta sẽ cho tép cam vào cuối cùng. Quý vị khán giả nhớ lưu ý, tép cam cho vào cuối cùng thì sẽ giữ cho những tép cam còn nguyên vẹn. Và khi chúng ta rưới lên trên món cua nhìn thấy món ăn sẽ đẹp và hấp dẫn hơn rất là nhiều. Dạ. Bây giờ cô sẽ trút cái phần này ra một cái tô và chúng ta chiên cua. Trong khi chờ cho dầu nóng thì mình sẽ chuẩn bị tiếp đến phần bột tẩm khô chiên giòn Acequit. Sau đó sẽ lấy từng cái con cua này, chúng ta thấm đều cái phần bột. Áo một lớp thật mỏng thôi đúng không? Cô sẽ lần lượt áo hết cái phần cua này để lát chúng ta cho hết vào trong phần dầu cùng một lượt. Cua sẽ chín đều. Dầu đã nóng già rồi, chúng ta sẽ thả cua vào. Và chúng ta sẽ trở cua sang cái mặt còn lại. Minh Châu thấy có hấp dẫn chưa? Dạ có. Bây giờ cua đã gần chín rồi nè, đã gần cứng lại rồi. Thì cô sẽ tăng lửa cho thật lớn lên. Và chúng ta để lửa lớn trong vòng khoảng 5 giây cuối cùng. Như vậy thì dầu ở trong cua sẽ rút ra hết. Và như vậy cái miếng cua sẽ không bị thấm dầu mà rất là giòn ngon. 1, 2, 3, 4, 5 giây. Cô vớt ra ngay, trong tích tắc là xong mà. Và mình sẽ xếp hết phần này ra giấy nè. À cô ơi, trong ngày lễ tình nhân á có hai người thôi, mình để hai con thôi nha. Không, cô thích xếp một con thôi. Ủa gì kỳ vậy? Rồi à quên, như vậy là mình sẽ phải chia sẻ với nhau trong ngày lễ tình nhân đúng không cô? Cô rưới sốt cam lên.
Và bây giờ đến phần của Minh Châu đây. Minh Châu thưởng thức rồi chia sẻ cảm nhận với lại khán giả nha. Dạ em cảm ơn cô. Nghe mùi cam chua chua thơm thơm thích quá à. Quả thật món này ăn rất là thú vị luôn đó cô. Cua giòn giòn bởi vì có bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit, cộng với lại cái vị ngọt ngọt của thịt cua nè, cộng với vị chua chua của cam nè. Em đảm bảo món này hả sẽ nối kết tình yêu thương. Món ngon, cân bằng dưỡng chất. Quý vị khán giả thân mến, Minh Châu cũng như là cô Diệu Thảo rất hy vọng rằng với món ăn cua lột sốt cam ngày hôm nay thì quý vị khán giả sẽ có một ngày Valentine thật là ý nghĩa với người mình yêu thương, và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau rất nhiều những cảm xúc tốt đẹp nhân ngày lễ tình nhân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Bây giờ cô Diệu Thảo và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt. Nhưng trước khi chia tay, hãy cùng nhau ghi nhớ hai cách quen thuộc liên lạc với chương trình: hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc số điện thoại 083 823 7557. Quý vị đừng quên nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.